ví như là vàng trong cơ thể của mình ấy. À, thì cái đạm này á là nó tham gia vào tất cả cơ thể của mình, từ tóc, da, móng tay, ngoài mật và nước tiểu ra là không cần đạm, còn toàn bộ là cần đạm hết. Khi mà chúng ta thiếu đạm thì người da của chúng ta nhão, tóc dễ gãy, móng tay dễ gãy, tóc dễ rụng, rồi là cơ thể mình mệt mỏi, đi khám mà không có bệnh gì hết á, rất là mệt, đi làm về cực mệt luôn, bởi vì cơ thể của mình nó bị thiếu đạm. Và đạm mình ví dụ như là, mình ví dụ cho dễ hiểu nha, cơ thể của mình giống như một ngôi nhà, và ngôi nhà là cấu tạo hình thành lên ngôi nhà là tất cả các tầng, đúng không? Các tầng thì cấu tạo lên các tầng thì là từ những cái tường cấu tạo lên các phòng, tạo lên là các tầng, và các tầng phòng thì những cái bức tường xây cấu tạo lên, và cuối cùng là từ viên gạch. À, thì cái ngôi nhà của mình có bền có chắc là nhờ cái viên gạch, đúng không? Ví dụ như là một cái tường đây nè, mà mỗi ngày mình rút viên gạch ra thì cái tường dễ đổ không? Rất là dễ đổ. Thì mình tưởng tượng như hàng ngày mình ăn mà thiếu đạm thì cơ thể của mình nó cũng lung lay, nó không có vững chắc và nó không có bền, nó không có sức khỏe, không có tối ưu. Và đạm này á là đạm chất lượng cao. Tại sao gọi là đạm chất lượng cao? Bởi vì đạm chất lượng cao nó có những gồm những yếu tố này. Một là có đủ 9 axit amin thiết yếu. À, tại sao yến đắt? Bởi vì yến có đủ 9 axit amin thiết yếu. À, thứ hai nữa là protein này là chỉ số hấp thu bằng 1, PiaCat là bằng 1, có ghi trên trong hộp này. Chỉ số hấp thu là bằng 100%, nghĩa là mình ăn vào 100g thì nó hấp thu hết 100g. Là dễ hiểu. Thứ ba nữa là không có cholesterol, không có làm cho tắc nghẽn mạch máu, nên là rất tốt cho những người tim mạch, huyết áp cao. Và thứ ba nữa là không có nhân murin gây ra gút, bởi vì những người mà bị gút đó là kiêng đạm, đúng không? Thì kiêng đạm thì những cái tế bào khỏe nó sẽ bị yếu dần và yếu mòn lên, và sức khỏe của mình nó sẽ bị suy kiệt. Rồi, và rất là nhiều thành phần khác. Thì cái đạm này á là nó tốt cho tế bào, cơ thể của mình là cấu tạo từ một tế bào. Nếu như tế bào mình khỏe thì cái cơ thể mình khỏe. À, tế bào mình tượng trưng là cái viên gạch ấy. À, thì cái tế bào của mình rất cần đạm. Thì hàng ngày á, cả 5 triệu tế bào của mình sẽ chết đi, và 5 triệu tế bào mới sẽ hình thành lên. Và tế bào mà khỏe mạnh hay là yếu ớt là do cái thức ăn của mình đưa vào, nó có chất lượng hay không là do cái thực phẩm mình ăn vào. Rồi, nên là tại sao mà nhiều người á, là rất là mau già và nhiều người rất là trẻ lâu, là do cái sự chăm sóc và những cái thành phần người ta đưa vào. Nên là những người mà ăn yến ta thấy là họ rất là da rất là đẹp và rất là khỏe, đúng không ạ? Là do người ta chăm sóc, người ta cung cấp đủ đạm. Và cái đạm này á là nó gọi là sửa chữa đi, nôm na gọi là nó sửa chữa và bảo trì cơ thể của mình. Khi cơ thể của mình nó bị bệnh là nó bị tổn thương, thì tổn thương thì mình cần phải bù đắp, đúng không? Bù đắp thì là phải có nhờ vào ăn uống. Ăn uống thì cần phải có dinh dưỡng. Đó. Nên là khi mà cơ thể mình nó bị bệnh, nó đang bị tổn thương rồi, thì mình phải đưa nguyên liệu vào để nó tự sửa chữa. Nên là hãy để cho cơ thể của mình nó tự chữa lành. Khoan hãy dùng đến thuốc. Đó. Và cái đạm này đặc biệt nữa, nó làm lành vết thương cực kỳ tuyệt vời luôn. Tại sao làm vết thương? À, bởi vì cơ thể cũng ví dụ như là mình bị cái vết thương ở tay chân tay đi, ngoài đi, thì có phải là cơ thể của mình tự chữa lành, đúng không? Mình ăn uống đầy đủ, bác sĩ bảo ăn uống đầy đủ vào thì tự nhiên cái vết thương nó sẽ khô dần đi và nó lành. Nếu mà vết thương nhỏ nhá, cái vết thương to thì cần phải điều trị. Thì bởi vì cơ thể của mình nó là cấu tạo từ đạm, nên là khi mà mình bị vết thương á thì mình cung cấp đạm vào, cung cấp đủ nguyên liệu vào, thì cái vết thương của mình cực kỳ nhanh lành. Nếu mà để tự nhiên á thì khoảng 1 tuần, mà nếu mà cung cấp đủ đạm thì khoảng 3 ngày là nó liền rồi. Đó, nên là những người mà tại sao mà những người mà
bị đau bao tử mà uống protein lại hết đau bao tử. Mọi người mà không hiểu nguyên lý của nó thì thấy nó mơ hồ và thấy nó không có đúng, không có tin, đúng không? Nhưng mà khi mà hiểu nguyên lý của nó thì đây mới đúng. Bởi vì khi mà cơ thể của mình á, là cái bao tử của mình nó bị bệnh là do mình ăn uống tiết dịch vị axit ra, dư dịch vị axit, mình ăn uống không điều không có đúng bữa nên là cái dịch vị axit rất sẽ tiết ra lung tung. Bởi vì cái cơ thể của mình nó có cái bộ máy rất là tuyệt vời, đến 7 giờ nó tiết ra axit để nó tiêu hóa thức ăn á, mà mình không ăn đó, cứ giờ đấy nó tiết ra mình không ăn thì bắt đầu là nó thấy không có đồ ăn đấy, xong thì bắt đầu nó tiết lung tung ra và nó làm cho cái bao tử của mình nó bị viêm, bị loét, bị trào ngược, rất nhiều vấn đề về vấn đề bao tử. Thì protein này á, khi mà bị đau thì mình uống vào là nó trung hòa dịch vị axit là không bị đau, là một. Thứ hai nữa là cung cấp đủ cái lượng đạm thì cái tế bào mới của mình bắt đầu nó bị trồi lên, nó trồi lên và bắt đầu nó làm vết thương của mình mau lành. Nên là những người mà bị loét dạ dày, viêm dạ dày á, uống protein á với số lượng đủ nha thì vết thương và bao tử của mình cực kỳ mau lành luôn. Và rất là nhiều người có vấn đề đấy, bởi vì trong cái bao tử của mình lúc nào cũng có nước, có chất nhầy nên là rất là khó lành lắm. Bên ngoài nó còn khô nhưng mà bên trong cơ thể của mình rất là khó, nên là nguyên liệu của cơ thể của mình nó đủ thì nó sẽ tự chữa lành. Mình ví dụ như là cái bức tường này ha, cái tường này nó bị có một cái lỗ lủng thì có hai cách để che cái lỗ lủng đi. Một là mình dán cái tranh vào mình che đi, không là thì không còn thấy lỗ lủng nữa. Thứ hai là mình lấy nguyên liệu nó là gì, là cát, là xi măng để mình chát vào, đúng không, hoặc là gạch để mình làm cho cái lỗ đó bị liền và không còn thấy nữa. Thì thuốc tây là tượng trưng như là cái bức tranh là thì che thôi nhưng mà nó không có hết cái lỗ đấy. À, còn cát xi măng đó là tượng trưng cho protein, thì mình uống vào bắt đầu tự động là nó sẽ tái tạo tế bào mới và nó đẩy ra và bắt đầu nó liền. À, nguyên lý là như vậy. Thì cái hình ở trên đây á, là tốt cho tim mạch, bảo vệ tim, đúng không? Thứ hai nữa là tăng cơ, những ai mà tập gym á, là nó làm cho cái cơ của mình á, rất là săn chắc. Và những người mà bị vấn đề mà càng già thì cái cơ của họ càng bị giảm thì rất là cần protein. Và thứ ba tốt cho tế bào, và đặc biệt nữa protein của Amway là protein từ đậu Hà Lan, lúa mì và đậu nành phân lập nha. Nhiều người hiểu lầm là những người ung thư là không uống được đậu nành hoặc là bíu cổ, bởi vì trong cái đậu nành á, là nó có các thành phần isoflavone á, là cái làm cho kích thích cái khối u nó tăng lên, đúng không? Là cái đó là đậu nành ngoài chợ. Còn đây là nhà khoa học, người ta loại những cái thành phần có hại ra rồi, người ta chỉ lấy thành phần có lợi thôi, thì lấy đạm thôi để bổ sung vào thôi. Đây gọi là đậu nành phân lập đó. Nên là mình yên tâm dùng cái này. Và bây giờ mình lấy một cái thí nghiệm nhỏ nhỏ đi về bao tử. Vấn bao tử thì nhiều người bị lắm, rất là nhiều. Mình lấy cái chanh tượng trưng trong axit trong bao tử của mình, mình sẽ vắt vào đây, rồi bắt đầu mình sẽ thử dưới quỳ. Khi mà dưới quỳ nó chuyển sang màu đỏ thì nó có axit, cả nhà thấy không ạ? Khi mà axit nó tiết ra thì mình sẽ đau và nó xót và cồn cào. Rồi bắt đầu mình uống nước thì cái dịch vị axit nó sẽ loãng ra, nó bớt đau đi, nó loãng ra, đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ uống protein vào. Những người mà đau bao tử á, thì uống là giống như uống đặc nhé, uống sền sệt để cho nó tráng cái bao tử của mình, nó trung hòa dịch vị axit và dần dần nó sẽ lành nhanh hơn. Còn những người mà uống khỏe mạnh thì uống loãng đó, tùy theo cái tình trạng của mỗi người khác nhau. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại dưới quỳ, không còn axit nữa.
Và đặc biệt là khi mình uống không có axit nữa nhưng mà mình nó không có bị tái lại nữa nhé, không có bị tái lại, thì chanh này không hề bị tái lại nữa, đó là điều rất là tuyệt vời. Và đặc biệt nữa là những người mà muốn mà 10 năm nữa và vẫn chỉ ăn như bây giờ thì bổ sung đạm. Bởi vì sao? Bởi vì hàng ngày á là tế bào mình mới của mình á nó sẽ mọc, nó sản sinh ra, mà mình uống protein vào thì tế bào mới của mình nó rất là khỏe, nó không có bị chết đi, già nua đi. Vì do mình cái tế bào già nó chết đi nhiều quá và mình không cung cấp đủ đạm thì cơ thể của mình già rất là nhanh. Nên là khi mà uống protein là người mình rất là chỉ và rất là khỏe. Và đặc biệt nữa là mình có khách hàng bị tiểu đường type 1 và cái anh đó mình gặp ở bệnh viện người lạ hoàn toàn, bởi vì ông xã mình đi mổ giờ ruột thừa. Thì mình với nằm ông xã mình nằm kế bên cái người đó thì anh đó cũng bằng tuổi mà bị tiểu đường type 1, thì mình mới mang cái rũ protein để cho ông xã mình uống mau lành á, bởi vì khi mà mổ là vết thương cần phải mau lành. Thì mình mới chia sẻ cho anh đó là anh uống cái này, anh đấy là bị tiểu đường type 1 mà bị mổ ở chân á, mà một gang tay như này mà mổ banh ra nha, và mổ lần thứ nhất bị nhiễm trùng, rồi lần thứ hai là phải mổ lần nữa, rồi bắt đầu họ banh ra, họ khoét bóc tất cả những cái nhiễm trùng ở bên trong ra, thì rất là đau đớn. Và khi mà mình gặp mình lần thứ hai mình chia sẻ về cái này, bắt đầu uống, và đặc biệt cái này nó không có đường nữa nên là rất tốt người tiểu đường. Và khi mà anh ấy uống á, trong vòng một tuần thôi là vết thương nó kéo lành rất là mau, không thể nào ngờ, bác sĩ còn bất ngờ luôn và hỏi là chứ cậu uống gì không mà sao mà nhanh khỏi như vậy. Thì chị bảo là mang cái hộp này lên để uống cái này đó, và bác sĩ coi những thành phần ở đây là rất là tốt, bởi vì là trong đây là có đủ 9 axit amin thiết yếu. Và một muỗng này ấy, nếu mà so sánh về chất lượng, nếu mà so sánh về cái chất lượng là nếu mà thực phẩm đi ha, thì thường là mình đạm lấy từ thịt cá trứng sữa, thì thịt bò là đạm rất là nhiều. Và khi mà so sánh với cái muỗng này thì một muỗng này là tương đương với là mình ăn 150g thịt bò loại 1. Tại sao? Bởi vì 100g thịt bò là có 21g đạm mà hấp thu được có 30% là 6,3g. Dễ tính thôi. Thì một lạng rưỡi là có phải là lên khoảng 8g đạm không? Nhưng một muỗng này là 8g đạm này. Mà 8g đạm này là mình uống vào nó hấp thu được hết 8 nha. Còn thịt bò đó là mình hấp thu được có 30 thôi. Ví dụ 100.000 thì hấp thu vào có 30.000. Còn 70.000 là mất đi rồi. Và đặc biệt nữa là kèm theo nữa là cholesterol nè, chất béo xấu nè, gây tắc nghẽn mạch máu nè. Các cái vấn đề cũng phải ăn tất vào hết, đúng không? Còn nếu mà so sánh với yến á, thì 7 muỗng này bằng 100g yến. Bởi vì sao? Bởi vì 100g yến là có 54g đạm. Và một muỗng này là 8g thì 56g. Đúng không? Đó. Nó là vậy. Tại sao yến nó đắt? Bởi vì nó là lượng đạm nó cao. Cứ cái gì cả mà giá trị nó cao thôi. Còn nếu mà so sánh về cái chuyển đạm của bệnh viện á, một muỗng này là bằng một chai đạm chuyển 200.000. Là trong cái chai đó là có 8g đạm và có 9 axit amin thiết yếu. Đó, do mình lựa chọn. Nhưng mà mình uống bằng cái đường này không phải tốt hơn không? Đúng không? Một ngày nếu mình khỏe mạnh thì một ngày mình uống một muỗng đến 2 muỗng là được rồi. Còn mình có vấn đề về sức khỏe thì mình tăng lên. Đó, ví dụ như là về bệnh đau tử thì tăng lên ngày có thể 6 muỗng, 7 muỗng. Đó. Chứ không phải là ai cũng giống nhau, tình trạng mỗi người khác nhau. Nên là protein là cực kỳ tuyệt vời. Và protein này ai cũng cần hết, không phải là khỏe với bệnh với uống đâu, mà càng khỏe thì càng phải uống ít để mình duy trì. Một ngày á mình không có tiền thì mình uống cà phê cũng được. Tốt hơn là không có, đúng không? Đó. Cả nhà thấy tuyệt vời không ạ? Sản phẩm Amway á, là càng minh họa, càng nghiên cứu thì mình càng mê. À. Amway cứ khuyến khích mình nghiên cứu sản phẩm của Amway. Rồi, cái thứ ba nữa là mình minh họa về chất béo. Ồ, chất béo này cực kỳ quan trọng. Đó là não. Thì trước khi trong khi chờ đợi thì mình sẽ làm một cái thí nghiệm trước. Mình làm một cái thí nghiệm trước để cho cả nhà ấy, rồi mình sẽ nói sau. Bởi vì trong khi cần phải chờ đợi
mình sẽ lấy omega 3 ở bên ngoài thị trường. Mình vừa chạy qua nhà bà chị gái đang cho omega 3 kit của em bé mua đang cho uống, mình sang mình mượn để làm thí nghiệm. Và mình sẽ minh họa một omega 3 của Amway. Cả nhà mình sẽ lấy hai cái xốp này nha. Hai cái xốp. Một bên mình sẽ cho omega 3 ở ngoài thị trường vô. Tí nữa cả nhà sẽ mang đến tận mắt cho cả nhà nhìn thấy. Này toàn mùi trái cây. Không thấy mùi tanh mấy. Còn một bên mình sẽ cho omega 3 của Amway. Rồi. Để đây để chờ đợi nhá. Trong khi chờ đợi thì Sen sẽ nói về omega 3. Nói về omega 3 thì nói cả ngày không hết. Tên nó là salmon omega 3. Salmon là cá hồi. Nên là ở bên ngoài nó có nhiều nhiều cái dầu cá lắm. First oil đó là dầu cá, rồi omega 369 đúng không? Nhiều kiểu lắm. Nhưng mà cái salmon omega 3 này rất là ít, rất là hiếm. Và omega 3 này là thức ăn cho não. 60% trong não bộ của mình á, là chất béo. Và chất béo tốt nha là omega 3. Và khi mà mình cung cấp thiếu não của mình á, mà thiếu mà không có đủ chất béo á, thì rất dễ bị lãng quên. Và khi mà tế bào não của mình nó bị chết đi rồi là không phục hồi lại được. Gan á, là tế bào gan chết đi là còn có thể phục hồi được, nhưng mà não là không có phục hồi được nha. Nên là khi mà mình càng về già thì càng trí nhớ của mình nó càng giảm đúng không, càng lãng quên. Và omega 3 này á, nó làm cho sạch mạch máu. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cơ thể mình nó nhiều độc tố, đặc biệt nữa là độc tố nó sẽ đưa vào máu. Ví dụ như là mình không khí thì ô nhiễm đi, thì khi mà không khí mình ô nhiễm bụi bẩn á, thì mình sẽ hít vào đúng không, thì cái bụi to thì cái lông mũi của mình nó sẽ ngăn. Còn cái bụi mịn 2.5 siêu mịn á, thì nó đi vào phổi, bắt đầu đi vào máu, thì nó làm cho cái máu của mình nó bị dơ. Và máu của mình dơ và dẫn đến là hiện tượng là đau đầu, tắc nghẽn mạch máu, sơ cứng động mạch, rồi là dễ bị tai biến đột quỵ. Đó là hình thành do máu dơ, độc tố quá nhiều trong trong máu. Thì cái nhiệm vụ của omega 3 là nó làm sạch mạch máu của mình, nó đào thải những cái chất dơ trong máu của mình ra. Nên là những người mà huyết áp cao, những người mà bị tim mạch, những người bị vấn đề mà bị đột quỵ á, tai biến á, thì rất là cần omega 3. Và mình chưa bị thì mình phòng, nếu mà mình muốn sau này mình không bị thì hãy dùng omega 3. Mà không phải omega 3 nào cũng có tác dụng vậy nha. Omega chất lượng cao. Omega 3 của Amway á, là nhiệt. Tại sao mình lựa chọn omega 3 của Amway? Bởi vì nó có thành phần EPA. EPA làm sạch mạch máu. DHA là nó làm tốt cho não. Nên là những người mà có bầu á, có con nhỏ á, là rất cần uống omega 3 để cho bé nó phát triển não. Rồi. Omega 3 của Amway á, là cá hồi ở âm 50 độ C. Thì khi mà mình vào uống vào thì nó có tác quy nha, nó có tác dụng. Còn đa phần là omega 3 ở ngoài thị trường là omega 3 tổng hợp. Cá mua ở chợ hay ở đâu không cần biết, biết là có đủ âm 50 độ không? Đủ âm 50 độ thì nó mới làm thông mạch máu. Khi mà cơ thể của mình nó bị tắc ở đâu nó sẽ bị đau ở đấy. Lúc nãy xem có bảo là thứ nhất là thông đại tràng đúng không? Thì chất xơ hoặc là thanh lọc cà phê. Thứ hai nữa là thông mạch máu. Máu thông thì dinh dưỡng mới đi nuôi đến cái chỗ đó được chứ. Nên là ví dụ như là mình hay bị vai cổ vai gáy nè, nó bị tắc là nó không, máu không có lưu thông lên được. Thì nó không có lưu thông lên được thì nó không nuôi đủ tế bào não, và nó tế bào não của mình nó sẽ dễ bị chết. Và nó tắc nghẽn mạch máu như vậy á, thì rất dễ bị tiền đình. Đau đầu, chóng mặt, quay và bị tiền đình, đau nửa đầu. Rất là nhiều vấn đề. Còn về xương khớp thì
cái bởi vì máu của mình nó dơ quá, độc tố nhiều quá nên là nó dễ bị tắc nghẽn. Thì máu thì cái chỗ nào nó bị đau á thì cái đó nó bị tắc, nó không dinh dưỡng, nó không đưa đến nơi được để nó nuôi nuôi cái phần đấy. Và những người mà ung thư cũng vậy, ví dụ ung thư của tử cung á là máu nó không đưa đến chỗ đó để nó nuôi được và nó sẽ bị chết, nó sẽ hình thành ung thư. Rất là nhiều vấn đề, nói chung là nói về omega 3 cực kỳ là tuyệt vời. Và omega 3 này á là nó rất là nhiều công dụng nha. Nó làm sạch mạch máu nè, nó làm cho não của mình tốt cho tế bào não nè, tốt cho mắt nè. Tại sao tốt cho mắt? Bởi vì cái mắt của mình nó rất nhiều mạch máu. Khi mình uống cái này vào thì cái mạch máu của mình nó được lưu thông. Thì khi mà mình dinh dưỡng nó được nuôi lên mắt á, thì có phải là nó giảm độ xuống và mắt mình nó sáng, đúng không? Và rất là nhiều trường hợp á, mà bị cận á, mà uống omega 3 mà cần dần dần mà bị bỏ kính ra được á, thì rất là tuyệt vời. Thứ hai nữa là những người bị đau, omega 3 là kháng viêm luôn, kháng viêm, giảm đau cần omega 3, da đẹp cần omega 3, bởi vì da của mình cũng trong omega 3 của Amway á là cái vỏ của nó là từ vitamin E. Đó. Thứ hai nữa là khi mà da của mình thiếu độ ẩm á, da nó khô và uống omega 3 da của mình rất là mướt, rất là đẹp. Đó. Và những người mà vấn đề về huyết áp cao, máu nhiễm mỡ, đúng không? Máu nhiễm mỡ là do cái thành mạch mỡ, máu trong máu á, nó có nhiều mỡ và nó hình thành do những cái cục máu đông và nó làm cho cái thành mạch của mình dễ bị xơ vữa. Và omega 3 này nó làm sạch. Nên là những người mà bị COVID á, sợ đông máu đúng không? Là người ta vào uống omega 3 để không chống đông máu. Và những người bị bầm á, máu bầm á, thì uống omega 3 nó sẽ tan máu bầm. Thì cái trường hợp rất là đặc biệt thì trong đội nhóm của mình có bạn Huyền đúng không? Cái này rất là nhiều người biết. Bạn Huyền là năm 2011 là bị dịch COVID mà cái thời đỉnh điểm cao nhất á, tháng 6, tháng 7 á, là bạn là bên hội từ thiện, hội là gọi là tiền chuyên đi đi chống dịch ấy. Đó. Thì bạn ấy đi không có ai được đi hết, bạn có thẻ nên là bạn được đi đến để lấy test cho tất cả người dân. Thì sáng hôm đấy bạn ấy đi thì trời rất là mưa và đội mũ bảo hiểm đi mà sao mà tự té. Nghĩa là cái xe container nó đậu dưới đường nhưng mà đi làm sao mà đâm vào mà tự té, không có ai đi đâm vào hết. Thế là té xong là bắt đầu bất tỉnh luôn. Và cuối cùng là bị gì nhỉ? Chấn thương sọ não. Chấn thương sọ não. Ói luôn trong máu luôn mà không biết tí gì luôn, hôn mê luôn. Rồi đến bệnh viện người ta chụp CT là nó toàn vết trắng luôn. Rồi là hàm răng nó bị bể nè, bị gãy luôn á, còn người thì không có sắc sở gì hết, nhưng mà bị chấn thương sọ não thì bác lúc đấy thì rất là khó khăn, đi lại cực kỳ khó khăn luôn. Thì mọi người ở nhà thì cứ bắt lên Chợ Giấy, nhưng mà Chợ Giấy lúc đấy quá tải rồi bởi vì COVID nhiều quá, người ta không nhận nữa. Thì có người quen kia rất là nhiều vấn đề, là bảo thôi ở bệnh viện Thủ Đức đi. Thì ở bệnh viện Thủ Đức như vậy thì bác sĩ bảo để theo dõi, có gì là mai có thể là mổ luôn. Đó, mổ về não. Thì bắt đầu lúc đấy với cho tất cả dinh dưỡng mang hết tới, uống omega 3 này, ngày 8 viên. Đó, không biết cái gì luôn, cứ đưa vào miệng, bẻ ra. Lúc này cần gấp vấn đề là mình phải chích, mình bóp vào á, thì nó rất là hiệu quả. Rồi uống tất cả các dòng dinh dưỡng. Thì ngày hôm sau bác sĩ chụp CT thấy phục hồi. Và bác sĩ lại bảo thôi để 1-2 hôm nữa xem đã. Thấy có tiến triển thì từ từ hắn mổ, thì bắt đầu lại tiếp tục mấy ngày nữa thì bác sĩ lại chụp lần nữa thì lại thấy là ổn rồi đó. Nên là cuối cùng là khoảng 3-4 ngày sau bác sĩ quyết định là không mổ nữa và có tụ máu luôn mà đó, bắt đầu cuối cùng là không phải mổ nữa. Và trong vòng khoảng gần 2 tuần á là xuất viện rồi đó. Nên là mình vô cùng tuyệt vời luôn, không hề đụng chạm gì đến luôn. Bác sĩ thì truyền đạm thôi, truyền nước, truyền đạm thì và theo dõi thôi, chứ có gì đâu. Còn lại là toàn bộ dinh dưỡng nốc vào, uống toàn bộ dinh dưỡng hết, cháo ăn có chi xíu thôi bởi vì bệnh làm sao mà ăn được nhiều. Rồi là
hàm răng thì bác sĩ bảo thôi về phục hồi cái não, ưu tiên cái não trước đã, để cho nó phục hồi đã rồi một tháng sau quay ở đây rồi có thể mổ xương hàm sau, xếp sau. Thì bắt đầu mới cho về bắt đầu là toàn bộ dùng dinh dưỡng xong thì lên kiểm tra não ổn rồi, không có vấn đề gì nữa, về bắt đầu là kiểm tra xương hàm thì cũng thấy phát triển nữa, thấy ổn rồi, không phải mổ nữa, cuối cùng chả mổ gì hết. Nên là dòng dinh dưỡng tuyệt vời vô cùng luôn đó. Đó, chấn thương sọ não là răng hàm này là bị gãy là cuối cùng là dùng toàn bộ dinh dưỡng cái liều cao nhá, liều cao á thì cơ thể nó sẽ tự phục hồi. Đó, chứng kiến hôm nay bạn Huyền không có ở đây thôi, Huyền kể cái câu chuyện đó thì coi như là rất là ly kỳ. Và một câu chuyện thứ hai nữa là cách đây 3 tháng cái bạn đó tên là Lan, mình đi đám cưới bạn đó ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu, thì bạn ấy mời thì mình đi xuống dưới đó, thì tối mai là cưới này, thì tối hôm nay mình chiều với tối mình ở đấy, thì bạn ấy là khoảng 10 giờ đêm á, là bạn ấy chở là em chồng trở về gần đấy, cách đấy khoảng 1-2 cây thôi, bắt đầu quay lại thì tự nhiên là té vào cái ổ gà thôi, đường tối nên là nhìn gió đi vào ổ gà, cái bầu đầu té xuống làm sao cũng bị chấn thương sọ não nặng hơn cả Huyền luôn đó, mà bị chấn thương sọ não mà đi vào bệnh viện mà đi Vũng Tàu á, mà họ còn lắc đầu luôn, mà họ bảo ca này nặng lắm, thôi chuyển ngay lên thành phố. Lúc đấy là mai là cưới rồi, mà lúc đấy trong 11-12 giờ đêm là bắt đầu mọi người loạn lên, cuối cùng mà bây giờ đám cưới mời hết mai xong xuôi rồi, bây giờ làm sao? Không còn cái tâm trí nào nữa, bắt đầu cả nhà chạy hết đi bệnh viện, còn thì còn những người mà ấy ở nhà thôi, thì cả đêm hôm đấy là không ngủ được. Bác sĩ với lúc đấy Huyền mới bắt đầu mang omega 3 này, mang dinh dưỡng có bao nhiêu lôi hết lên, bắt đầu cho uống 8-9 viên một lúc luôn đó, vậy là theo dõi từ từ đến sáng thì bác sĩ bảo để theo dõi, rồi có thể là mai là cho lên bệnh viện Chợ Giấy, thì bệnh viện thì thấy ổn rồi, thì mai vẫn diễn ra nhưng mà không có cô dâu chú rể, ăn cố thôi, nhà trai tới thì bắt đầu đãi, nhưng mà không có cô dâu chú rể, cô dâu chú rể ở bệnh viện rồi, thế bắt đầu là đưa lên bệnh viện Chợ Giấy, nên Chợ Giấy cũng có nằm thôi, nằm dưỡng thì bắt đầu theo dõi thì có làm gì đâu. Thì thấy rồi thôi, nếu mà nằm vậy thôi thì xin về nhà. Bác sĩ theo dõi là cũng thấy ổn rồi, là bắt đầu cũng cho về nhà. Nhưng mà và cũng không mổ gì hết, cũng không có vấn đề gì về gì luôn. Nên là cái omega vô cùng tuyệt vời. Tại vì có omega và chẳng có tay. Và rất là nhiều người mà tai biến mà phục hồi rất là nhanh nhờ omega 3. Đó, trường hợp nhiều trường hợp lắm, gặp rất là nhiều người vì trường hợp tai biến để là liệt nha, mà uống omega 3 vào mà khoảng một tuần sau á là chân tay đi lại bình thường luôn, và uống một thời gian sau là bắt đầu khỏe lại trở lại người bình thường. Nên là khi mà chúng ta muốn chống tai biến, chống đột quỵ thì hãy bổ sung omega 3. Nếu mà người bình thường khỏe mạnh thì 1-2 viên một ngày, còn những người mà đã bị rồi á thì tăng số lượng lên. Đó. Và bây giờ trẻ cũng bị đột quỵ mà, đúng không? Chứ không phải chờ già mới bị đột quỵ. Thì bây giờ cả nhà nhìn nhá. Đây là cả nhà nhìn thấy nè, hai miếng xốp nè. Cái này là của Amway nè. Không có vấn đề gì hết bằng cái này. Cả nhà thấy không? Lỉnh luôn cái miếng xốp này luôn. Nên là cái cô thắm cổ còn mấy anh nhé. Cô ấy uống cái omega 3 cũng từ Mỹ gửi về á. Mà anh của cô uống mà vẫn cứ bị đau bao tử. Đó. Và cô nhai á, cô uống omega, cô tạm nhai mà. Cô bảo, nhai cái không phải dường giống như kiểu là dầu ăn bình thường. Nhưng mà nhai của ông Quay á, thì nó tanh tanh và nó có mùi cá. Đó, nó rất là ngậy. Cô còn khét như vậy, mình không bao giờ mình nhai, mình uống thì không nhai bao giờ. Đó, nên là khi mà mình uống cái này của ông Quay á, thì cực kỳ yên tâm. À, cực kỳ yên tâm. Bởi vì cái vỏ này là từ vitamin E. Đó. Hoặc là đó, đây là một cái thí nghiệm, hoặc là cả nhà mình có thể là lấy cái viên á, cái thí nghiệm thứ hai có thể lấy viên omega 3 mình bỏ vào tủ đông của tủ lạnh nha,
mình để tủ lạnh một ngày, một ngày trở lên, thì cái củ Amway á là sẽ không bao giờ tan, không bao giờ đóng đông nữa, nó vẫn như cũ luôn. Còn cái omega 3 ở ngoài thị trường á nó đông lại, giống như là cái đông đông đặc lại. Bởi vì sao? Bởi vì omega 3 của Amway á là nó nhiệt độ âm 50 độ C mà. Cái cá hồi từ âm 50 độ C, cái tủ lạnh của mình chi nghe gì, đúng không? Vậy nên nó mới có công dụng như vậy. Còn bên ngoài thị trường thì cá như nào mình không thì nào mình biết được. Đó là một cái thí nghiệm rõ nhất. Uống chứ. Đây, mình uống luôn nha. Bây giờ là hiện tượng là đột quỵ tai biến là nhiều lắm, không thể nào tránh khỏi được. Mình nên là tương lai của mình mà muốn phòng thì dùng omega 3. Rồi, ai máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ cũng cần omega 3. Ai muốn đào thải độc tố, máu sạch cũng omega 3. Ai muốn đẹp da omega 3, mắt sáng omega 3. Đó. Về khớp cũng omega 3. Tất cả cơ thể của mình cần omega 3 hết. Rồi, một cái này thấy cái hình ở đây nữa, tim mạch này và não này. Đó, hai cái hình ở đây. Nên là một viên omega 3 của Amway thì là 8.000 thôi. Mấy ngàn mấy 8.000. Rất là chất lượng. Nên là khi mình bỏ tiền ra mà mình đau khổ nhất của những người tiêu dùng là bỏ tiền ra mà mua về hàng kém chất lượng, đúng không? Nên mà mình bỏ tiền ra dù đắt cỡ nào nhưng mà cái hài lòng về bản thân mình không thấy gì cả. Và nó phát huy được tất cả những công dụng của mình thì nó cần rẻ hơn cả cái bên ngoài thị trường. Rẻ nhưng mà hóa đắt, nó không có bảo vệ sức khỏe cho mình thì rẻ cũng thành đắt à. Rồi mình các minh họa đến đây thì phía sau mình á là còn quan trọng hơn, nên là mình sẽ minh họa bao nhiêu sản phẩm thôi. Mình xin chào tất cả các bạn nha.